Tàu thăm dò sao chổi Rosetta của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đã thức giấc sau 31 tháng ngủ đông trong hành trình 10 năm để thăm dò sao chổi 67B Churyumov-Gerasimenko. Hiện tại Rosetta ở vị trí cách trái đất 800 triệu km, nơi một tín hiệu mất 45 phút truyền đi với tốc độ ánh sáng mới đến được trung tâm tiếp nhận tại Mỹ hay Úc. Dự kiến tháng 8 năm nay, Rosetta sẽ được đưa vào quỹ đạo của sao chổi ở độ cao 25 km, sử dụng 11 camera, radar, cảm biến hồng ngoại và sóng cực ngắn để quét bề mặt sao chổi. Đến tháng 11, tàu sẽ thả một thiết bị đổ bộ phi lê xuống bề mặt sao chổi để tiến hành thí nghiệm. Với 21 bộ phận chính yếu, Rosetta là sản phẩm trí tuệ và khoa học của rất nhiều nước châu Âu thành viên. Chúng tôi còn nhận được sự hợp lực của các nhà khoa học Mỹ và cơ quan không gian Đức DLR trong hành trình khám phá sao chổi này. Rosetta được đưa vào trạng thái ngủ đông vào tháng 6 năm 2011. Khi cách quá xa mặt trời, không đủ ánh sáng để cung cấp năng lượng cho các tấm pin. Châu Âu đã chi 1 tỷ euro cho Rosetta để con tàu vận hành đến năm 2015.